canh cà chua rong biển với nấm. Đầu tiên là mình sẽ sắc mỏng cà chua. Mỏng cà chua đó mình sẽ sắc mỏng nấm. Nấm này là nấm đùi gà. Và trong biển bây giờ mình sẽ nấu, mình bỏ dầu dừa và mình bỏ nấm vào và muối để xào. Khi mà hơi chín chín thì mình sẽ bắt đầu bỏ cà chua vô, xào. Mình sẽ cho một chút bột ngò tây vào cho nó ngon, nhưng mà không bỏ bột ngò tây vẫn được. Đổ đều. Ok. Khi ok rồi mình sẽ cho nước vào. Tùy lượng nước mà mình nhắm, mình cho muối cho nó vừa vị. Bây giờ mình sẽ đậy nắp vào và đợi nước sôi. Okay. Bây giờ khi mà canh đã sôi á thì mình sẽ bỏ rong biển vào. Ok. Tắt lửa. Đậy vào cho nó chín kỹ. Ok. Bây giờ canh chín thì mình sẽ múc canh ra. Vậy là mình có một tô canh cà chua rong biển, nấm, đùi gà. Rất là ngon và bổ dưỡng và nhiều dinh dưỡng.
Ok, và đây là thành quả canh của mình. Và chia sẻ về một chút về lý do mình ăn chay, đó là ngày xưa mình cũng đã từng ăn chay nhưng mà bị gia đình phản đối vì khi đó mình còn đang học cấp 3. Mà lúc đó lý do ăn chay chính của mình á là vì sức khỏe. Kiểu mình cảm thấy ăn chay nó không tốt cho sức khỏe. Với lại là hồi đó mình còn tin vào phước, mình đã tin vào phước nghiệp á, cho nên mình nghĩ là ăn 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 mặn thì rất là gây tội. Nhưng mà gia đình không cho cấm cản, cuối cùng là mình không có được ăn chay. Nhưng mà cái lúc đó, bởi vì cái niềm tin của mình á, là mình ăn chay vì mình muốn tốt cho mình, thành ra là cái việc ăn chay của mình rất là khó khăn, bởi vì mình ăn nhưng mà mình vẫn cứ thèm đồ mặn á. Đến khi sau này á, mình vẫn chuyển sang ăn chay, nhưng mà cái lúc đó là cái lý do mình ăn chay á, là bởi vì mình không muốn ăn máu của chúng sinh nữa. Bởi vì mình coi một cái video về cái cảnh mà những con lợn, con bò bị giết trong cái lò mổ. Mình cảm thấy đau lắm, mình cảm thấy rất là xót. Mình cảm thấy là thiệt ra là chúng sinh thì ai cũng sợ chết hết á, mà mình lại nỡ ăn thịt. Mà hồi xưa chia sẻ có dài quá không nhỉ? Ngày xưa mình, bạn mình á, có người ta kiểu làm có một cái lúc mà nó bùng lên cái vụ là không nên ăn thịt chó, cái thằng bạn mình nó bảo là ủa, thằng bạn mình thì nó không có thích điều đó, nó kêu là ủa chứ bây giờ không ăn thịt chó vậy thì sao không ăn thịt heo, bò, gà luôn đi, mấy con đó cũng biết đau chứ bộ. Nhưng mà thật ra thằng bạn mình là nó không có ủng hộ cái việc đó. Cái xong mình nghĩ cũng đúng thiệt, thì tại sao mình không ăn thịt chó nhưng mà mình lại ăn thịt những cái con khác, mấy con khác nó cũng tội vậy. Thì thành ra là khi mà mình ăn chay vì chúng sinh á, thì mình ăn mình không có kiểu không có thèm á, không có thèm ăn mặn, bởi vì mỗi lần ăn mặn là mình cảm thấy cái nước mắt của chúng nó, cái máu của chúng nó, thành ra mình ăn chay được rất là dễ dàng và mình cảm thấy rất là vui, người nhẹ bẵng lâng lâng. Nhưng mà kiểu mình với lại là không có ép buộc mình, bởi vì là nếu như mà mình không, trong trường hợp mình không thể nào ăn chay được á, mình cũng không ép mình. Trong trường hợp bất khả kháng mình cũng không ép mình. Nhưng mà mình cố gắng hết sức có thể để mình ăn chay để giảm bớt cái thanh mạng của chúng sanh bị giết. Và mình hy vọng thì tương lai sẽ càng nhiều và nhiều người ăn chay hơn, vì mình tin là dịch bệnh thì cũng một phần đó là quả của cái nhân là sát sinh, giết hại. Nhà mình xin cảm ơn. Ha ha ha, 闻声莫低诉。